Yeah. Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Baker. Thì giờ này là đúng 10 giờ ngày 11 tháng 4 2024. Thì mình nói ngày giờ để cho anh em dễ hình dung, để anh em biết mua xe. Có nhiều anh em coi những clip 6-7 tháng trước rồi anh em inbox cho mình thì xe không còn nữa. Thì đây, đúng ra là để mai quay, nhưng mà thấy thôi xe đẹp quá, kìm lòng không nổi, quay sẵn cho anh em luôn. Thì nhiều anh em hỏi bên mình có thu mua xe không, thì đương nhiên phải có rồi. Bên mình bán từ xe 150 tới 1.000, tay ga bên mình vẫn mua luôn, xe nào mình vẫn mua nha. Và bên mình nhận giao lưu trao đổi mọi loại xe. Rồi, thì đây, đây là một em R15M rất là đẹp. Và mình được một người em trai ở Gò Vấp để lại. Và con xe này là mua vào năm 2024, mới mua đây luôn á, mới mua đây khoảng được 2-3 tháng gì đó. Rồi em trai để lại cho mình đó, rồi cảm ơn em trai rất là nhiều. Rồi thì bây giờ anh em sẽ ngắm xe. Ai nhắc người ta. Bây giờ anh em sẽ ngắm xe, rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe. Rồi ok. Thì em R15M mình quay RV3 nhiều rồi, mình bị liệu. Thì cái em này á, nó rất là nhiều công nghệ anh em. Mình sẽ nói sơ qua cho anh em xem, tại vì có nhiều clip mình bán xe này nhiều, mình cũng nói nhiều rồi. Thì mình sẽ nói sơ qua cho anh em. Đó là nó gồm có ABS nè, ABS trước và sau. Hệ thống ABS trước và sau mà V3 không có. Đây thắng ABS. ABS trước sau nè ha. Đó, rồi phuộc upside down của nó sẽ ngon hơn ha. Rồi, nữa là nó sẽ có đồng hồ điện tử đẹp hơn của con V3. Cái đồng hồ điện tử của nó rất là đẹp. Đó. Đó. Rồi. Rồi cái nữa là nó sẽ có wood chip. Wood chip là bên đây, wood chip. Đây wood chip. Đấy. Cái này là gọi là cái wood chip. Wood chip thì nói nôm na cho anh hiểu, em nên hiểu là nó hỗ trợ sang số nhanh đó anh em, không cần bóp con đó. Đó, wood chip là nó sẽ có trên những dòng phân khối lớn á, giống như là ZX25R, pin đúp rồi nè, thì nó sẽ có wood chip. Nhưng mà trên con này 150 đã trang bị wood chip. Chính vì vậy nên giá mới nó mới mắc. Giá mới mà ra giấy biển thành phố Gò Vấp như xe này là khoảng 90 mấy triệu anh em. Đó, thì bây giờ con này mình bán cho anh em khoảng giá hợp lý luôn ha, anh em khỏi trả giá luôn. Mình bán cho anh em là 65 triệu. 65 triệu là con này đi được chỉ mới 3.000 cây thôi nha anh em nha. 3.000 cây. Xe mới mua mấy tháng mà nè, mẫu 2024 luôn. Rồi, xe này được lên xi nhan. Xi nhan rất là đẹp. Thấy không? Ở đâu thấy không? Xi nhan rất là đẹp đó. Và đuôi sau đúc gầm. Đồ zin thì dĩ nhiên xe mới mua thì đồ zin đầy đủ nha anh em. Đó, đuôi sau đúc đẹp. Mình giờ này 10 giờ nhân viên nghỉ, mình phải nhờ mẹ mình quay giùm mình luôn. Tại vì thấy xe đẹp quá. Quay cho anh em xem. Thì ở đây thì vẫn còn đuôi zin. Đuôi zin còn đầy đủ nè anh em. Đó, đồ zin thì mới mua thì đồ zin còn đầy đủ. Lên một cái mỏ trắng bùn sau dài, dài hơn. Cái trắng bùn zin của nó ngắn hơn nha anh em. Đó, trắng bùn sau là nó sẽ dài hơn. Đó, thì lên một số món. Một số món cho anh em. Rồi, có ở đây có cái chống đổ của bản M nè anh em. Chống đổ nhìn nó cũng cá tính. Rồi, ở trong sau đây thì có bảo vệ các nước nè. Cái bảo vệ cái nước rất là xịn nha anh em. Quay sâu vô mới thấy. Đó. Để tắt xi nhan cho anh em. Cái bảo vệ cái nước trong đây sâu mới thấy. Đó, rất là xịn. Đó, bảo vệ cái nước đẹp lắm. Đẹp lắm anh em, ở ngoài đẹp lắm. Ừ. Thì con này nó bự, dáng ở ngoài rất là bự. Để mình sẽ đẩy lên cho anh em coi với lại con CBR 1000. Cho nên anh em 1m6 là sẽ hơi nhón chút xíu, 1m65, 1m63, 64 thì chạy ok nha anh em. Đó, nó rất là bự, đây anh em thấy không? Mình đậu dưới đó cái con ngàn nè, nó cũng rất là to, nó không có thua kém gì đâu nè. Đây là bò ngàn. Đó, nó rất to.
Nhưng mà nó nhẹ nha anh em, do nó một máy nó nhẹ. Rồi mình đẩy xuống đây lại cho nó sáng, có ánh sáng rồi. Cho anh em ngắm một xíu vậy thôi. Thì anh Minh bán xe là phải đẹp chất cho anh em ha. Từ xe nhỏ, xe lớn, xe nào mình cũng tuyển chọn kỹ càng. Cho nên chính vì vậy á, là anh em rất là tin tưởng và anh em ủng hộ rất là nhanh. Hiện tại xe shop mình là hầu như là hết xe. Hết xe. Đó, như con mờ tơ trong kia là khách đã đặt rồi, đang chờ hồ sơ về. Đó. Thì con này đặc điều đặc biệt nữa là chủ xe đã dán bọc một lớp keo nhám. Keo nhám rồi thì anh em về là anh em đỡ tốn. Nếu mà anh em đi là anh em đỡ tốn tiền dán keo nè, rồi đỡ tốn tiền xi nhan lên bảo vệ các nước con này nọ mà giá nó rẻ hơn. Xe mới mấy chục triệu nữa anh em, rất là tiết kiệm luôn. Đó. Và xe mới mua được có mấy tháng à thì đương nhiên là hai chì vẫn còn ngon lành cành đào ha anh em ha. Thì tùy xe mà mình sẽ có cho anh em. Có nhiều xe là chủ xe người ta không có còn, người ta bị mất cái chì đi. Thì xe này quá đẹp rồi, nó là như mới thôi anh em ơi. Giờ cũng không biết nói cái gì nhiều hơn cho anh em. Anh em nghe tiếng máy hả? Máy thì em ru 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 luôn. Em ru luôn. Thì nồi chống trượt Lipa Plus VVA cam biến thiên. Thì trên cái con V3 là đã có rồi anh em. Đây nè, V3 đã có thì V4 mới thừa hưởng lại thôi. VVA nè. Đó. Cái hệ thống cam biến thiên nó sẽ giúp cho xe, lâu quá mình chưa review lại con này, thì nó sẽ giúp cho xe mình nó đề ba nhanh hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Đề ba nhanh, tiết kiệm nhiên liệu hơn và ăn ít nhớt hơn. Nhớt của con này dung tích nhớt nó chỉ có 850ml thôi. Nhưng mà khi anh em thay lọc á, nó có cái lọc rời. Lọc rời thì nó khoảng 1 lít. Anh em thấy nó rất là tiết kiệm, nó tiết kiệm hơn ẹt mẫu cũ luôn. Thì đó, nó nhờ cái cam biến thiên đó anh em. Đó, mình cũng đã từng mở cái đó ra coi rồi. Mở cái cam biến thiên ra coi rồi. Mình đã từng mở ra coi thì nó cũng khác nhiều á. Khác á. Ý là nó khác so với con ẹt đời cũ á. Lại R15V2 á. Mình đã từng mở ra mình coi của con V3 anh em. Coi để biết thôi. Rồi bây giờ xe quá đẹp rồi, ốc tán nè anh em, bây giờ cũng chả biết nói cái gì nữa. Ốc nó sáng trưng, nói chung là ốc nó như xe mới. Ốc như xe mới vậy. Ban đêm mình quay đèn cỡ này thì ban ngày nó đẹp cỡ nào anh em. Nói chung là xe này cũng giống như xe mới anh em, không khác gì xe mới luôn anh em. Nói chung là rất đẹp. Đẹp cho nên mình mới quay liền cho anh em á. Mình thấy nó đẹp ok nên mình quay liền cho anh em, để anh em không có kìm được lòng anh em. Đó, chiếc xe đẹp là như vậy đó anh em. Chiếc xe đẹp là mọi thứ nó còn đầy đủ, xe nhìn rất là mới thì người ta sẽ gọi nó là đẹp. Đó, xe quá là keng anh em ha, 2024. Ở cái con mẫu R15M này á, thì cái yên nó vẫn được cải tiến lên rất là đẹp. Cái bọc yên này rất là nhìn rất là xịn sò ha. Nó giả vân carbon á. Mày quay gần đây, nó giả vân carbon nè anh em ha. Nhìn cái yên rất là xịn sò và cái yên này rất là bền. Chữ R15M cũng được thêu bằng chỉ luôn. Cái này là thêu chỉ đúng không mày? Trong thợ may là thêu chỉ mà. Đây là chỉ theo chỉ luôn đó anh em. Nó mà những cái thứ trang bị trên con xe này rất là xịn sò. Nó chẳng khác nào một con xe phân khối lớn, là cái logo R15M nè, nhìn cũng xịn ơi là xịn luôn. Nhìn rất là xịn, nhìn rất là ba cháy luôn anh em. Đó, và cái chữ cái trên ốc phuộc nè cũng được ghi là chữ R15M luôn. Nhìn nó rất là xịn và gan xà bang. Rất là xịn anh em. Nói chung là con này là một cái con 150 ở thời điểm hiện tại. Ở thời điểm hiện tại thì cái con này là con 150 đẹp nhất, xịn nhất, nhiều công nghệ nhất và cũng là con xe mắc nhất anh em. Và cũng là con xe mắc nhất. Nhưng mà bây giờ giá mình bán xe lướt cho anh em cũng quá là hợp lý rồi. 60 mấy triệu cho một cái em xe như thế này thì nó cũng khá hợp lý cho anh em tập chơi. Thì đối với bảo trì bảo dưỡng con này nó rất là nhẹ nhàng. Anh em không biết chỗ bảo trì bảo dưỡng thì ghé mình làm cũng rất là rẻ thôi anh em ơi. Bố thắng cũng không bao nhiêu tiền đâu, 100-200. Rồi thay nhớt thay lọc cũng có lần có 300 mấy chục ngàn lần thay nhớt lọc, nhớt xịn đó nha chứ không phải vô nhớt dởm. Rồi thay nước mát có 300 ngàn. Nói chung là xe này nó thay nó bảo trì như con ẹt thôi, chỉ có cái vỏ nó to hơn, cái bánh cái lớp nó to hơn thì nó sẽ gọi là nó sẽ thay cái vỏ nó sẽ mắc hơn chút xíu so với xe nhỏ thôi anh em. Còn cơ bản thì mọi thứ nó bảo trì rẻ in luôn. Anh em chơi là mới tập chơi là hợp lý luôn anh em. Mà dáng nó cũng ngầu, chân nó cũng đẹp nữa anh em thấy không? Không phải một điều kiện là chân nó cũng đẹp. Và cái mẫu R15M này á, là nó đi theo
cái kiểu dáng mới, cái gen mới, là giống như là R7, R1 đời mới vậy đó. Nó ná giống nhau, y chang nhau, rất là đẹp. Và những em mới chơi một cái ABS nữa thì tuyệt vời, là rất là an toàn. Đi phượt, đi chơi, đi dạo phố thì nó an toàn, cực kỳ an toàn ha. Rồi, thì anh em nào cần mua con xe này thì cứ liên hệ số điện thoại cho mình, đó là 0916640653, hoặc là liên hệ trực tiếp. Anh em follow lại kênh TikTok của mình. Kênh TikTok của mình đó là MinhBiker469 nha anh em, MinhBiker9999. Rồi, còn anh em mà cập nhật bay Facebook mình thì sẽ là ban bay, anh em gõ là MinhBiker là sẽ ra. MinhBiker có nghĩa là MinhBiker. Hồi đó cái lịch sử cái tên MinhBiker này mình đặt có nghĩa là mình tên Minh. Nhưng mà mình không biết là người mà chuyên về xe mô tô sẽ không đặt cái gì, thì mình mới lên mạng mình bấm thì nó hiện ra từ biker. Biker có nghĩa là một người cưỡi xe mô tô hai bánh, người ta gọi là biker. Đó, thì mình mới ghép vô MinhBiker thì có nghĩa là một người chuyên về xe mô tô thì gọi là MinhBiker, là anh em thấy hợp lý không? Mà cái YouTube á, cái YouTube của mình là ở nước ngoài, thì đương nhiên mình phải đặt cái tên giữ Việt dưới nước ngoài cho nó dễ nhận diện, đúng không? Chứ mình đâu phải mình chơi nền tảng là mạng xã hội Việt Nam thì mình sẽ đặt một cái tên là Hoàng Minh chẳng hạn. Nhưng mà cái này là nền tảng YouTube cho nên mình nghĩ là MinhBiker. Thì từ đó là nhiều người đặt là biker đó, người ta bỏ đi cái từ racing boy. Racing boy hồi xưa là cái từ racing boy rồi á. Nhưng mà từ lúc mà mình nghĩ ra cái từ đó thì mình lên mạng, cũng lên mạng search thôi anh em, thì nó có từ biker rồi ghép vô là MinhBiker. Rồi ok anh em, thì anh em nào mến con xe này thì anh em cứ liên hệ cho mình ha, hoặc là tới địa chỉ trực tiếp của mình, 106 Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, để xem xe trực tiếp. Và bên mình có mua nhiều dòng xe nha anh em nào có cần bán xe hay là gì cứ liên hệ cho mình, rồi bên mình sẽ sắp xếp, bên mình hướng dẫn anh em về cái phần giấy tờ rất là dễ. Nếu mà bán cho mình thì chỉ cần 5-10 phút là xong thủ tục thôi anh em, quan trọng là anh em đầy đủ giấy tờ là xong thôi, nó rất là nhanh gọn lẹ. Rồi ok anh em, như vậy là xong. Mình lên rồi mình sẽ tắm rửa, rồi mình tắm rửa rồi ngủ, giờ cũng trễ rồi anh em. Đó, mình thấy đẹp quá mình quay cho anh em, mà anh em có công nhận đẹp không? Công nhận là xe của mình khi tuyển về cho anh em, dù xe giá rẻ hay giá mắc thì nó cũng có một cái đẹp riêng. Ví dụ như xe 30 mấy triệu nó cũng phải đẹp theo kiểu 30 mấy triệu, chứ không phải 30 mấy triệu là xe nó nát bét hay là nó tanh bành. Đó, còn xe mà lướt thì nó sẽ đẹp theo kiểu lướt. Nói chung là mọi thứ sẽ tuyển cho anh em lướt. Rồi bên mình bán có bảo hành bảo trì cho anh em đầy đủ anh em. Anh em đi thời gian mà anh em muốn qua mình, bên mình có đầy đủ phụ tùng mấy xe này cho anh em. Anh em yên tâm mà chơi thôi, anh em chỉ cứ yên tâm mà chơi thôi, chứ cứ không cần suy nghĩ hết. Mình chơi xe mà, chơi xe chứ đừng bao giờ để bị xe chơi nha anh em. Rồi, chúc anh em một ngày làm việc thì vui vẻ, nhiều sức khỏe. Và anh em thấy hay thì nhớ bấm like và subscribe cho kênh của MinhBiker. Thì Minh sẽ luôn về nhiều mẫu xe từ 150 tới 1000 phân khối cho anh em chiêm ngưỡng. Và anh em nào mà chưa có tiền mua xe thì anh em ủng hộ Minh, anh em mến Minh thì bằng cách anh em xem clip và anh em bấm like và subscribe, bấm chuông là đã ủng hộ Minh rồi. Chứ không phải nhiều anh em nói thích Minh nhưng mà không ủng hộ, không cần đâu anh em ơi. Anh em chỉ cần xem clip và bấm like, subscribe cho kênh của MinhBiker, kênh YouTube MinhBiker, kênh TikTok cũng là MinhBiker 469 là Minh thấy vui rồi anh em. Nếu anh em mến thì anh em xem clip là đã thấy vui rồi, chứ anh em đừng có mà không xem clip tôi rất là buồn nha anh em. Rồi anh em, chúc anh em rất là nhiều sức khỏe nha anh em, một lần nữa nha anh em. Bye bye anh em.